Giỡn quá trời con, nó mập cái giỡn sập sập cái hàng rào luôn. Vô nè. Không mà. Té xuống đó vậy nè. Nó nguy hiểm không? Xin chào cả nhà. Chiều hôm nay tiếp tục hết con này tới con kia khó quay quá. Rồi vô rồi hả? Xong rồi một cặp đằng kia, cặp đằng kia, đằng kia đang xử đằng kia nữa kìa. Rồi xong rồi. Rồi, một cặp. Hello, xin chào cả nhà.
ai thả đàn cúng ra phơi nắng cả nhà, phơi nắng sáng. Thời tiết khá oi bức trong thời gian tháng 3 âm lịch và tháng 4. Hiện tại thì nắng vẫn còn nắng, nhiệt độ vẫn còn cao, tranh thủ thả buổi sáng cả nhà. Hôm nay cũng lâu không có thả để cho nó vận động, cho nó đủ cái không gian để nó vận động thôi. Đi thả xem có cặp nào. Hôm nay nước mặn quá nên cho chúng mình uống hơi bị khó khăn, tắm rửa cũng gặp khó khăn luôn. Thì nước mặn quá thì tắm mỗi lần tắm nó da nó sẽ mặn mà không thể nào chỉ đủ nước ngọt để ăn uống cả nhà. Giờ khi nấu nướng cũng không có được ngọt lắm, chỉ cho nó uống là nước ngọt thôi. Hello. Gì vậy mà nhỉ? Chưa được ăn không nhỉ? Này nắng tốt này, nắng quá nắng luôn rồi chứ. Mình có hai con vàng, cái màu nó cũng khác cả nhà xem. Một con vàng lợt, một con vàng vàng bò, vàng sậm. Thấy tưởng đâu lên giống rồi chứ mà thấy có qua bự quá, không phải lên giống mấy con này không đeo. Nuôi cúng một khô thì thấy nó sạch, mà nước mặn, nước mặn với nắng quá thành ra mấy chú cúng nó còn không được mát mẻ. Đeo à, giờ mới đeo, chưa, giờ là con này chưa đeo, chắc cũng gần. Thả ra rồi, tí xíu mình cho nó ăn. Ta nhỏ xíu mà ôm ôm hấp hấp. Hai con này cái màu nó rõ rệt khác nhau. Hai con mẹ con mà một con mèo vàng bò, một con mèo vàng bò. Làm gì vậy? Hả?
Đây, đây cũng chưa có cặp nào nữa. Nam mùa này khắc nghiệt quá nên đàn cũng không khỏe lắm. Thời tiết nóng nực. Thôi chưa, đủ chưa? Không chịu làm gì nữa vô nha. Nó vô là chạy lại ngay cửa. Mùa này nắng nóng quá chắc mình thả cũng ít thôi, bình thường thả nó nhiều. Mùa này nắng nóng quá, nhiệt độ lúc này cao rồi nước mặn khí hậu không được tốt nên mình cho nó ít thôi. Mỗi ngày cho nó ra vận động ngắn thời gian ngắn lại. Thả ra xem cây có cặp không, bắt cặp không? Làm như chưa. Rồi, cho chúng thư giãn. Mùa này cũng không phải tốt nên cũng chỉ thả cho chúng thư giãn thôi chứ cũng không phải cho chúng vô đây. Mùa này mà có vô lưu thả cũng không có quả tốt cả nha. Vì nóng được quá cái việc mà sinh mang bầu cũng hạn chế nên không có không sao nữa. Qua đến mùa mưa hay gì đó rồi sức khỏe nó tốt thì mình cho chúng vô lưu lại. Rồi mình cho chúng vô thôi nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những đàn cúng tiếp theo ha. Clip quay các cái đàn cúng của mình. Nếu những bạn nào thích cúng thì cho mình đăng ký kênh nha, like, chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã xem clip. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye, see you again. Chào cả nhà nha. Hôm nay tắm và xịt chuồng cho mấy đàn cúng cả nhà. Nắng nóng quá, vừa xịt chuồng cho nó mát, vừa cho nó hạ nhiệt lại. Hàng ngày nào cũng phải tắm, cũng phải xịt như thế này. Bình thường á, nước ngọt mình xịt lên mình nó cho nó tắm luôn, nay nước mặn quá sợ hư da nên mình chỉ đi chỉ xịt chuồng thôi, không có xịt lên mình. Bình thường nó rất là thích xịt lên mình luôn. Đi nè ở bên kia nó có cái đường thoát, đặt nước xuống bên đó thì nó sẽ có cái đường thoát, thoát nước tiểu với phân cho nó ngoài. Chưa có, ôi ô chán. Cái nào tắm không? Hả? Cái em nào tắm không? Xịt luôn.
dơ nè. Chăm sóc cũng cực lắm các bạn, mà vui chơi với nó nè. Ướt ngay thì do nước mặn nè, mình không có xịt vô người nữa. Sạch mát rồi đó, mát chưa? Ừ. Mấy hộp này là những cái hộp mà cúng cúng nó sắp đẻ hoặc là nuôi con nó cho vô đây cái này. Hiện tại cũng không có bè nào nên cũng xịt thoải mái. Bình thường có cháu con thì xịt cẩn thận hơn. Bình thường mỗi lần đi vệ sinh là ra hốt nên cũng không dơ lắm. Chết đâu rồi, chết đâu rồi. Nha, cái này xịt lên thành luôn, cái này. Nước. Cái gì vậy? Sợ không? Sợ biếu không? Xịt nước xong bây giờ bắt đầu mình xịt cái sát khuẩn này nè. Nay cũng tới tuần rồi nên mình xịt cái này bây giờ để sát khuẩn trên da nữa, để không có bị da nha, ngăn ngừa trước bị mụn dịch cũng nhiều quá nên nay bắt đầu 3 bữa xịt một lần, xịt trên người nó luôn cộng với trên thành. Rồi xong cả nhà, xong một chuồng, bây giờ ra xịt 2 chuồng kia nữa nha. Chào cả nhà nha. Mình thử nhảy đá trời mới ấm tí xíu rồi. Chưa khô mà đã ị rồi. Bây giờ xịt nữa. Có con thì biết đi đúng chỗ, có con không đi đúng chỗ gì hết. Có 2 con nhảy đó, thằng Bồng với con bếp xì thấy gần. À, 2 con đó đâu biết đường lên. Cái con kia có cầu thang đi lên, còn 2 con đó đứng lên đó. Không dám nhảy xuống. Rồi ở đó đi, tí xíu tôi cho ăn nha. Ơi con bếp xì nhìn cưng ghê.
Đó.